Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Mega Technology. Thì trước giờ mình đã giới thiệu cho anh em nào là màn hình giá rẻ, màn hình công, màn hình 2K, PC giá rẻ, PC tầm trung, rồi laptop gaming nữa. Vậy thì chúng ta còn thiếu gì nào? Gear đúng không? Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em top 3 bàn phím cơ giá chỉ dưới 1 triệu đồng. Intro thôi nào. Và em phím đầu tiên trong danh sách ngày hôm nay đó chính là em Newman GM328. Thì em này là một em phím khá là ngon bổ rẻ với mức giá đâu đó khoảng 500 mấy chục nghìn. Và cùng mình xem thử là với 500 mấy chục nghìn thì chúng ta sẽ có gì nào. Vâng, đầu tiên thì chúng ta sẽ có một con phím. Và đi kèm với đó là một sợi dây Atushi. Hết rồi. Về ngoại hình thì em này có cái tông màu khá là tươi sáng, nên gọi là tông màu gì, tông màu pastel đi. Thì em này sẽ có 3 phiên bản màu, đó chính là xám trắng, tím trắng và trắng tím. Thì cái phiên bản mình đang có ở đây đó là phiên bản, biết nên gọi cái này là trắng tím hay tím trắng nào. Nhưng mà cái này màu tím nhiều hơn thì chúng ta có thể gọi là tím trắng đi. Layout của em này là full size với tổng cộng là 100 phím, đầy đủ hàng phím S và cùng 5 pad. Cho các bạn làm những cái công việc liên quan tới nhập liệu thì sẽ sử dụng rất là dễ dàng. Keycap của em này là PBT, à không, là ABS double shot với khả năng xuyên LED. Cho nên là khi mà các bạn sử dụng thì LED nó lên sẽ rất là đều và rất là đẹp. Em này sẽ có 3 phiên bản switch, đó chính là Red, Brown với lại Blue. Và cái phiên bản mà mình đang có ở đây đó chính là Blue switch. Và tất nhiên thì cái phiên bản này nó sẽ chống chỉ điện với những anh em văn phòng. Vì là với cái mức giá như vậy cho nên là em này sẽ không có hot swap và chỉ có một mod kết nối duy nhất, đó chính là mod cắm dây tai si. Thì cái dây tai si này có thể tháo rời được cho nên là các bạn yên tâm là có thể mang đi ra ngoài rất là tiện lợi. Và với mức giá như vậy thì cá nhân mình thấy thì con phím này khá là ok, đáng để các bạn cân nhắc. Và tiếp theo trong danh sách ngày hôm nay đó chính là em Fulen D87S. Thì em này có giá nhỉnh hơn so với em Newman GM328 một xíu. So với em kia có tông màu tươi sáng ấy, thì em này sẽ chỉ có một màu đen thôi, cực kỳ phù hợp với anh em game thủ. Layout của em này là 10K LED với 87 phím và cái chất build của em này cũng khá là chắc chắn. Nó không có bị ọp ẹp như mình nghĩ. Và một cái điểm trừ mà mình không thích đó chính là cái phần keycap. Thì em này keycap của nó mình đánh giá là nó khá là mỏng. Được cái là nó có xuyên LED cho nên là khi mà các bạn bật LED lên thì nó cũng sẽ rất là đẹp. Phần LED trên em này thì khá là đẹp. Ngoại trừ phần LED RGB được trang bị trên phím thì em này còn được trang bị thêm cả LED gầm, giúp anh em tăng sức mạnh khi chơi game. Và cũng giống như em GM328 thì em này sẽ được trang bị 3 phiên bản switch, đó chính là Red, Brown với lại Blue. Thì cái phiên bản mà mình đang có ở đây đó chính là Red switch, gọi nó sẽ rất là êm. Và nếu mà anh em game thủ mà muốn combat căng cực, chát nhau các thứ thì anh em nên chọn Blue switch cho nó căng cực nhé. Và cuối cùng trong danh sách ngày hôm nay đó chính là em Rappu V750 Pro. Thì điều đầu tiên mà khi mà đập hộp em này ra thì cái điểm mà mình không thích đầu tiên đó chính là phần dây. Dây nó không thể tháo rời. Về ngoại hình thì em này có cái tông màu xám, nó nhìn nó khá là vintage. Và ngoài ra thì xung quanh em này sẽ được làm thêm một số cái họa tiết hoa văn nhìn nó rất là gaming. Chẳng hạn như ở đây các bạn sẽ có dòng chữ It's Game Time. Game Time các bạn ạ. Game Time tầm này chỉ có cút thôi. Về chất lượng build thì các bạn có thể thấy thì em này rất là chắc chắn nha. Này, các bạn có thể nhìn này. Và khi mà các bạn đặt lên bàn để gõ thì nó sẽ rất là đầm. Và layout của em này là 98 phím, đầy đủ các phím chức năng cho các bạn sử dụng. Về keycap thì em này được trang bị keycap PBT, nhưng mà theo mình đánh giá thì keycap PBT nó cũng không được dày dặn cho lắm. Và cái điểm ăn tiền ở trên em phím này đó chính là em này sẽ được trang bị switch quang. Nó sẽ mang lại cái cảm giác gõ nó sẽ khác so với hai con phím còn lại. Và khi mà các bạn sử dụng switch quang ấy thì nó sẽ mang lại cho các bạn cái tốc độ phản hồi nhanh hơn so với switch thông thường, sẽ cho các bạn cái cảm giác khi mà chơi game nó sẽ tuyệt vời hơn. Và nhìn cái sợi dây của em này thì các bạn biết chắc chắn là em này sẽ chỉ có một mod thôi, đó chính là mod cắm dây. Và một điểm cộng khác của em này đó chính là khả năng chống nước, chống bụi bẩn chuẩn IP68. Thì các bạn sẽ không lo cái việc mà các bạn bị đổ nước hay đổ những cái đồ linh tinh lên bàn phím cả. Và đây là ba em phím cơ trong phân khúc dưới 1 triệu ngon bổ rẻ mà mình vừa mới giới thiệu với các bạn. Và nếu mà anh em nào muốn mà tìm một con bàn phím cơ ngon bổ rẻ mà tài chính có hạn thì có thể cân nhắc một trong ba em này. Và nếu bạn nào mà thấy có cái em phím nào mà nó ngon hơn, nó bổ hơn, nó rẻ hơn trong phân khúc này thì có thể comment ở phía dưới cho mình biết nhé. Còn bây giờ hẹn gặp lại anh em.